Xin chào các bạn nha. Dành cô này quen không các bạn? Ai hello coi. Chị này học 2 khóa nha các bạn, học bên thẩm mỹ luôn. Quýnh rất nhẹ nhàng, không sát thương và quýnh rất mịn nha. Chuẩn bị là xa thầy, chuẩn bị mở tiệm. Anh em nào ở gần mai mốt nó mở tiệm thì ghé ủng hộ cho nó, có tiền nó mua sữa cho con nó nha. Khi mình bia là cho bé là mình không có sợ mất khách luôn nha. Đó. Tự tin ra trận không con? Ừ, già quá rồi, cựu chiến binh rồi. Mà chị bên đây nữa nè, chị ở đây cũng háo hức lắm nè. Để gần cho các bạn coi cô ấy đang làm. Mặt lát lên luôn. Đó. Rồi, Yến Thanh này nữa ta. Yến Thanh nào vậy? Ê, Yến Thanh nào vô đang coi rồi. Thanh này bạn của con hả? Phải bạn chung với cặp với nhỏ lớn tuổi hơn 7 tuổi đó. Phải không? Thanh Yên cái này Yên Thanh. Ừ. Ớn quá. Đó. Cho thầy lấy cái địa chỉ tiệm đó chị. Chị đây để chị tiệm nha các bạn. Đây. Ở đây là 2 cô học sinh nữ. Ở đây mà mai mốt ai lại học nữ là học là phải dắt chồng lại đăng ký nha. Đừng có loại nói mà không có chợ có chồng đã rồi vô đây mệt lắm. Vô đây cuối cùng lòi ra là không có chồng chết. Để cho núi trên khách kia đi con. Anh ăn gì chưa? Bánh mì hả? Chăm sóc tận tình vậy mà xăm vẫn đau à? Chân cho thầy hỏi nè. Ừ. Đây thầy dạy con tận tình không? Dạ tận tình thầy. Dạy dễ hiểu không? Không? Khóa con đó, chị kia ra khóa có buồn không? Buồn hả? Phải ra khóa rồi con còn ở lại nữa. Mình ghê luôn hả? Ừ. Không phải mừng mà chị kia không lo học, vô yêu cái đi luôn. Đúng không? Nhỏ này nó chịu học, tại nhỏ này học nó xác định nó mở tiệm. Học bên thẩm mỹ luôn mà, chị học thẩm mỹ với học body luôn. Chịu học là làm được hả con ha? Đi like kia chơi, đi like nó xách xe ngoài chơi. Đậu tho ở xong hết kia đi con. Đậu tho hết cái mình nấu quýnh xong xuôi còn đi like phần dưới. Gom hết cho xong cái ừ. Thì hết luôn cho nó hoàn thiện hết luôn cái phần đó đi. Nhìn đây nè, nhìn cười cái này tôi tắt lại chim nè, ok chưa? Không cho bán rồi, 7 tháng rồi, đủ má, đủ ngày ra được rồi. Học từ trước mùa dịch luôn phải không ta? Học trước luôn, nó trước gì? Tôi nói qua kia đi con, rồi má thầy đang để không, nó đừng đưa rồi, đừng thầy. Má thầy ra. Nó thầy chứ bọn, nó tin. Rồi, em sẵn sàng làm F0 mới. Má thầy ra là cho chắc ăn nhất, hiểu không? Học đồ mày tính rồi đủ bây giờ con Hà lại là mình tính nó lại chung nó tiếp hả Trần? Hà nó đầu nó chuẩn bị học thẩm mỹ đó, giống như con á. Ví dụ như mình thẩm mỹ thì nó từ du quýnh trung gia nó không có ngờ để cho mình bị độ sát thương. Con ráng mang qua Tết vô không? Ủa? Ai bị không mới đem mua bao ra Tết vô tới thầy? Tết hết luôn bà nội, Tết hết tiệm luôn. Con cảm ơn không? Cái đồng tiền là lắm rồi không? Hả? Con có mua không? Con có mua chưa? Lau đi, lau cho sạch rồi. Đóng cửa lại cái. Đóng cái cửa lại. Đóng cửa lại á. Không có bán cho học sinh. Không có xin luôn. Dịch đủ má lễ mà đủ dịch không cho nghỉ mà cũng nghỉ đi chơi mà kêu vô không tép. Ở kêu rồi nó thông báo là hết lễ vô là đi học nha, đủ trước lễ vô học nha để hỏi nghỉ lễ không. Ở nhà ca hát bú đỡ rồi. Ở nhà mà hát trong xuôi mình đi châu cho ai biết được. Mình đi rồi Trung Quốc nó thấy rồi. Ngày đi kiếm tiền. Bữa cái hai người thấy nó chụp hình lại nó coi rồi. Bởi nó